Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới nhâm dần 2022, cuối giờ chiều nay, Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng do ông Nakagawa Wataru, Chủ tịch Hiệp hội, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng năm mới Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tiếp và làm việc với đoàn tại buổi tiếp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại đà nẵng đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của hiệp hội thời gian qua đối với thành phố đà nẵng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn gửi lời chúc năm mới và mong muốn các doanh nghiệp nhật bản tiếp tục mở rộng đầu tư tại đà nẵng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong tương lai cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố ông nakagawa wataru chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhật bản tại đà nẵng gửi lời chúc năm mới và đánh giá cao sự hỗ trợ của thành phố đối với các doanh nghiệp trong thời gian qua trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh đồng thời mong muốn đà nẵng sẽ tiếp tục khôi phục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ sau những tác động vượt qua của dịch bệnh và khẳng định hiệp hội sẽ luôn đồng hành làm cầu nối để thêm nhiều nhà đầu tư nhật bản đến với thành phố đà nẵng